Xin chào các bạn. Các bạn đã bật phụ đề kênh lên chưa? Hôm nay thời tiết ở Hải Dương khá là nắng luôn. Có gió rất là to nên khá là mát các bạn. Thời tiết cũng không đến nỗi khó chịu lắm. Các bạn cùng đi nhặt trứng gà với nhà Lệ Kiên nào. Đây là các bạn gà này, các bạn ấy cứ bay ra ngoài và véo này nên là các bạn ấy không để trứng ở trong rổ. Đấy, đấy. Sao? Như chim luôn. Các bạn đấy chỉ có đói thì các bạn mới như chạy vào trong chuồng thôi. Hello. Ở đây là cái rổ quen thuộc nhập trứng nhà Quyên này. Đây là bốn bọn nghêu sò áo hến và tây nhìn này. Hôm nay mà đi lấy ấy ở đâu đây? Đây. À? Ô, các bạn Nga này hôm nào đi mổ nhỉ? Thế thử xem nào. Mấy bạn gà này thả ra con lơi là bạn ấy đang tìm để... Đây. Đang tìm để chui vào cái chuồng cũ của các bạn đấy. Chuồng cũ bây giờ là có các bạn gà con kia rồi. Ồ, hôm nay nó lại di chuyển con thỉ, nó đổi sang đây nó đi đẻ các bạn. Ố? Đi đâu đẻ hả? Ở này nó có lưng quả này. Chí. Hôm nay nhà Quyên được bao nhiêu quả trứng gà nhé các bạn ơi. Các bạn gà kia mà đi chơi hết. Trên nhà ta một hai quả thôi, đến lúc nhỡ vơi là phí đó. Đây, cái này lại phải chui sang tay bên này. Thực ra là đây làm sao, tại vì là cái chuồng nhà mình làm cao xong rồi mình làm thêm cả cái lồ để đổ để trứng lên cho nó đẻ, nó rất là cao thế là toàn phải thò tay vào để nhặt thôi đấy. Mọi người nhìn không, được 3, được 5. Đây được 10 quả trứng mọi người ạ. Không biết là những cái ổ bên kia có không. Hôm nay các bạn làm mái, các bạn đi ấp chúng ta không hết rồi. Quả trứng này to thế. To chưa? Đấy, quả trứng ta bự. Chiều nào thì cũng đi nhặt trứng này, xong bắt đầu đi đổ dọ tôm với cá, xong rồi thả lại dọ mọi người. Đây gọi là công việc thoải mái đầu óc nhất. Cái ổ này hôm nay được có 10 quả trứng thôi. Mấy bạn gà này đi đâu rồi? Con Nga này nói gì nó thích rồi, nó chí đầu cho cá. Được 10 quả đây là phải có hết rồi. Cảm ơn các bạn gà hôm nay này. Các bạn gà đừng quên đẻ ngày mai nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái ổ này trống hết các bạn. Hôm nay được hẳn 10 quả trứng. Cảm ơn các bạn gà vịt này nhá. Mai nhớ đẻ nhiều trứng lên nhé chứ. Cảm ơn các bạn đã xem video cho nhà Lệ Quyên nha. Mọi người đi xem video nhặt trứng gà với nhà Lệ Quyên này. Hôm nào mà ở nhà thì Quyên đi nhặt cho mọi người trải nghiệm nha. Rất là vui và cảm ơn các bạn đã xem video của cây. Mọi người nếu đăng ký kênh thì nhớ nhận thông báo để được xem video mới nhất từ nhà Lệ Quyên nha. Cảm ơn tất cả mọi người.